Hồi ức lính Mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký Viết về chiến trường ca Những kỷ niệm không thể quên Đó là những tháng ngày ác liệt Và dữ dội nhất Một phần thanh xuân của những người lính Đã gắn chặt với nơi này Sau trận đánh mà mấy con bốt nữ tử thủ rút liệu đạn tự sát trong bụi cây Chúng tôi quay trở về đơn vị nghỉ ngơi. Trinh san tiểu đoàn đã về các đơn vị. Mấy ngày sau, đại đội chúng tôi chỉ để lại một bộ phận. Còn tất cả đi làm nhiệm vụ, truy quét, độc lập thời gian là hai ngày. Trong những ngày đi độc lập này, anh em chúng tôi được các lính cựu kèm cặp, đi địa hình trên bản đồ và ngoài thực địa. Chiều ngày thứ nhất, truy quét trong khu rừng lúc vượt sông, chúng tôi phát hiện ở bờ bên kia có một dãy rất lớn những sản phẩm là sắn đã được thu hoạch, chỉ trơ lại mấy cái lều lập lá và các thân cây sắn. Chúng tôi phải đốt mấy cái lều đó. Tiếp tục hành quân theo kế hoạch. Đến ngày thứ hai, chúng tôi tiếp tục lùng sục vào các phum và các dãy, nhưng tuyệt nhiên không gặp một tên địch nào. Hoàn thành đợt học thực địa và truy quét. Vào một ngày, buổi sáng, chúng tôi lên hậu cần nhận lương thực, thực phẩm, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Lần này chắc đi lâu vì anh nào cũng một ruột thượng gạo căng tròn Cộng mấy bịch gạo sấy Và mấy gói mì tôm Thực phẩm mỗi lính một hộp thịt gà Mấy hộp cá Một ít bột súp Ngoài ra còn hai phong lương khô giữ phòng Và không quên mấy viên lọc nước Chiều hôm đó Chúng tôi hành quân xuống tiểu đoàn 8 Buổi tối hôm đó Phụ trách của chúng tôi lên làm việc Với ban chỉ huy tiểu đoàn 8 Lúc này chúng tôi mới biết Lần này chúng tôi đi truy quét lùng sục tà mốc theo như tin vừa nhận được tên này bị cụt một chân di chuyển bằng voi và đang lẩn khuất ở trong khu vực rừng lách này lên đường làm nhiệm vụ theo những vị trí đã xác định ở trên bản đồ lần này thì thực hiện theo câu khẩu hiệu của lính thời đó đi lâu đi sâu đi dài đi cho đến ngày tắt thở thời gian này là giao thời giữa hai mùa khô và mùa mưa nên bầu trời trong rừng lúc tối lúc sáng Thỉnh thoảng có những cơn mưa bất chợt nhưng lớn. Những trận mưa như thế làm khổ cho cánh lính mình khi đang hành quân. Quần áo lúc nào cũng ướt, tuy có áo mưa. Mồ hôi những ngày hành quân mang vác nặng làm cho quân phục của lính càng thêm bốc mùi. Lúc này bệnh của lính trỗi dậy, hầu như anh nào cũng thành thạo môn gậy đàn. Đến ngày hôm sau, trời âm u vần vũ, báo hiệu mưa rất to đây. Chúng tôi dừng chân làm công việc che mưa, xong lại tiếp tục hành quân. Dừng già đại ngàn lích hành hạ lính chúng tôi thật là khổ. Chính xác chúng tôi thay nhau đi đầu dẫn đường và cũng thật bất ngờ, chúng tôi vui mừng vì phát hiện dấu chân voi còn đọng nước mưa. Anh em cố gắng hành quân nhanh để đuổi theo, dù biết rằng không biết voi nhà hay là voi rừng. Vậy là theo dấu chân truy đuổi, nhưng càng lúc càng thấy xa vời vợi. Thỉnh thoảng cũng có vài bếp lửa cũ nước mưa đã xóa hết tàn tro chỉ còn lại những thanh củi cháy dở nằm trỏng trơ như thế một ngày mệt mỏi và chán vì không có kết quả đơn vị chúng tôi tạm nghỉ chân đến ngày hôm sau chúng tôi không theo vết chân vòi nữa mà đi theo kế hoạch đã vạch cũng phát hiện những nơi dừng nghỉ chân của ta và địch nhưng cũng đã lâu rồi vỏ bao thuốc lá vàm cỏ ở đây là khu rừng già rậm rạp dưới tán lá cây rậm rạp ít có những tia sáng mặt trời lọt qua đang nghỉ chân thì phía trên đầu tôi bỗng có tiếng rào rào nhưng không biết là cái gì các lính nói đó là tiếng vỗ cánh của chim đại bàng chúng tôi tiếp tục hành quân nhưng lúc này chúng tôi đã tới khu rừng thưa không rậm rạp như lúc nãy khu rừng này có dốc hơi thoai thoại và cũng tại đây chúng tôi đã phải dừng lại vì gặp rất nhiều trông bằng tre, cắm nhiều cọng. Với đó, xen kẽ là những quả mìn trên những lối mòn lâu ngày không có người qua lại. Và những hầm trông lâu ngày đã bị sụt xuống, phần miệng trơ lại những cái hố rộng hoác. Sau một lúc bàn bạc, chúng tôi đi đến thống nhất, quay lại lối cũ, thoát khỏi bãi trông này và rẽ theo hướng khác. Đến buổi chiều khoảng 5 giờ, đơn vị lại ở trong khu rừng đó. Tôi cùng một thằng trong tổ trinh sát của tiểu đoàn và mấy lính bộ binh xuống chân rừng có độ dốc không lớn để tìm nước. Chúng tôi phát hiện một dòng suối cạn chỉ còn một lạch nước nhỏ đang chảy. Anh em chúng tôi theo lạch nước tìm về vũng nước đọng lớn hơn để lấy. Và cũng nơi này có một con đường mòn ở bên kia suối dẫn tới đây. Chúng tôi vừa cảnh giới vừa lấy nước. Sau khi lấy nước xong, chúng tôi để lại một tổ bốn tàng phục kích có một khẩu RBD rồi quay lại nơi chú quân dẫn các anh em khác xuống lấy nước về nấu cơm gần tới nơi bỗng một loạt đạn nổ giòn và kéo dài chúng tôi vội vàng vận động tới nơi thổ phục sau khi có chúng tôi tới anh em mới lên trước xem xét một tên địch bị tiêu diệt nó trúng khoảng hơn một chục viên đạn người toe toét và nó mặc áo vải tô châu trên đầu còn đội cái mũ lưỡi chai như của lính anh ba vệ còn ở dưới chân là một đôi giày cao cổ vẫn còn mới các lính phục kể lại thấy hai thằng đi xuống suối nhưng mặc quần áo xanh nên nghi là lính mình không nổ súng nhưng khi một thằng cúi người để chui qua một cái cây độ lính mới phát hiện thì ra không phải lính mình vì cái mũ đội đầu đó liền hốt hoảng nổ súng nên kéo dài loạt dài mấy thằng chúng tôi lần theo vết máu để tìm tên đã thoát nhưng nó đã chạy đâu mất tiêu chúng tôi không đuổi theo vì trời cũng sắp tối và cũng ít lính. Rồi cùng anh em thu một súng AK và lấy nước để trở về nơi trú quân. Qua mấy ngày làm nhiệm vụ trong rừng sâu, đơn vị trà đi sát lại những vị trí đã định ở trên bản đồ. Nhưng bóng dáng tà mốc, tên đồ tể khét tiếng tàn ác, tên lừa thầy phản bạn vẫn bật vô âm tín. Rồi cũng đến ngày hết lương thực, chúng tôi phải quay về vị trí đã định nhận thêm lương thực, thực phẩm để tiếp tục làm nhiệm vụ. Cùng với tiểu đoàn 8, đóng quân trong một phum có rất nhiều dừa. Những ngày chờ bổ sung lương thực, thỉnh thoảng chúng tôi dẫn anh em tiểu đoàn 8 đi truy quét trước vị trí đóng quân. Và một ngày nọ, cũng như tưởng lệ, trinh sát của trung đoàn có tôi và trinh sát của tiểu đoàn có thằng Quốc Hà Tĩnh và cùng một số anh em lính tiểu đoàn 8 khoảng hơn 1B. Trong đó chủ yếu là lính tiểu đoàn bộ 8 phụ trách làm nhiệm vụ là anh Hải C phó C8, có một khẩu DKZ-82 đi cùng. Chúng tôi theo con đường khai thác cũ hành quân, lên cách vị trí đứng chân của đơn vị khoảng 3 km. Phía trước là một dòng suối cắt ngang đường, bên này bờ dốc thoai thoải, nhưng bên kia dốc có đứng hơn. Hai bên bờ sông, phía bên kia dốc đứng, dòng suối nước chỉ cần lội ngang lưng quần tất cả chúng tôi còn đứng bên này suối chuẩn bị vượt lúc đó tôi đang đi vệ sinh anh em cũng có một số vượt ra giữa suối bên này suối lính vác dkz đã xuống suối vậy là tôi đi cuối đội hình những loạt súng bắn vào đội hình chúng tôi đang gần sang bờ suối bên kia tình thế bất lợi cho chúng tôi đơn vị cũng kịp thời nổ súng đánh trả lại nhưng hiệu quả không cao vì đơn vị ở dưới suối còn bọn địch ở bên bờ suối cao anh em vận động nhanh qua bờ số bên kia và bám được vào bờ. Khẩu DKZ cũng đã lên tiếng. Hòa cùng từng loạt AK giòn giã. Nhưng cũng bắn hú họa vậy thôi. Một quả B-41 cũng định vọt bắn qua đội hình chúng tôi. Tôi nghe tiếng rít của cánh quạt. Quả đạn cắm ở bên kia nhưng không nổ. Địch đã bỏ chạy vào rừng. Đơn vị chỉ truy quét khoảng vài chục mét rồi rút quân, đưa thằng Quốc về. Nó bị thương nhẹ ở chân vẫn còn đi được Về tới đơn vị đóng quân Chúng tôi mới tá hỏa Khi trong đội hình không có anh Huy Lính 74 Thạch Hà là hữu tuyến Tất cả chúng tôi và bổ sung thêm một số anh em tiểu đoàn bộ Quay lại nơi vừa xảy ra chiến sự để tìm anh Huy Và bắt súng liên lạc Nhưng tuyệt nhiên không thấy Từ đó cho đến chiều Anh em quần thảo nơi ấy và khu vực rộng ra xung quanh Nhưng không có dấu vết anh ấy để lại anh đã mất tích trong rừng núi âm u đại ngàn lếch. Giờ đây, anh em chúng tôi nghĩ chắc lúc vượt sông, anh ấy đã trúng đạn vào nơi hiểm nên đã ngã xuống và bị dòng nước cuốn đi. Truy quét trong rừng sâu núi thẳm nhiều ngày liên tục nên sức khỏe anh em cũng bắt đầu xuống nhanh. Địch thì nó chôn ở đâu mà không thấy, chỉ thỉnh thoảng mới gặp chúng, nhưng vì mệt và chủ quan nên không tiêu diệt được tên nào. Vì bọn Pol Pot, lùi ở trong rừng rất nhanh vào buổi trưa của một ngày trời vẩn vũ báo hiệu lại một trận mưa lớn lúc này chúng tôi đang dừng chân ở vị trí đơn vị vừa bắt gặp ba xe hồng ngà thông tin của địch cất giấu ở trong rừng xe còn mới cứng nhưng lốp đã bị chúng phá nát hết sau khi cơm trưa xong vì xe không sử dụng được nên anh em quyết định phá trong khi đó lính của các đại đội cũng chuẩn bị lên đường bỗng một loạt súng nổ lên vài loạt đáp trả ở phía đại đội năm tiếng gọi nhau ồn ào chúng tôi lại đó một lính mình đã hy sinh vì loạt đạn của địch đạn trúng đầu đơn vị chuẩn bị hành quân có một tốp địch đang đi trên đường bất ngờ nhìn thấy lính mình bèn nổ một loạt rồi bỏ chạy ngay loạt đạn vu vơ đã có một viên đến đích sau khi làm xong công tác tử sĩ chúng tôi tiếp tục làm nhiệm vụ và tử sĩ đó theo chúng tôi làm nhiệm vụ cho đến ngày đơn vị trở về vị trí đóng quân. Sang ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp địch. Lần này thì chúng không thoát được. Chúng đã bị tiêu diệt, nhưng có một tên may mắn sống sót, nhưng lại là tù binh của chúng tôi. Ông y tá của tiểu đoàn 8 cáu lên, lao vào đánh thằng tù binh, để cho bõ tức vì cáng tử sĩ theo. Đến chiều thì cũng cho thằng tù binh đi theo đồng bọn của nó luôn, khỏi dai dẳng lằng nhằng trong rừng lếch đơn vị chúng tôi cùng với các đơn vị bạn đã trả đi sát lại nhiều lần nhưng bọn địch vẫn còn những nhóm nhỏ lẩn khuất và mỗi lần thông tin lên máy làm việc gặp đài của địch phá sóng thậm chí khi chúng nói tiếng việt còn thách thức chúng tôi làm cho anh em thông tin rất bực mình rất cay cú nhưng không biết nó ở đâu rừng núi thì mênh mông bất tận sức người thì có hạn rồi thì còn tử sĩ thương binh nữa chứ và điều cơ bản là lương thực, thực phẩm để có sức khỏe làm nhiệm vụ. Trong lúc này, chúng tôi phải vòng về vị trí đóng quân của tiểu đoàn 8, nhưng nhiệm vụ cũng không thay đổi. Vào một ngày, đầu giờ chiều, trời âm u vẩn vũ, báo hiệu những cơn mưa rừng sắp ập đến. Cố gắng hành quân thêm một đoạn nữa để tìm một dòng suối để trú chú quân. Chúng tôi phát hiện dưới những bụi tre gai dọc theo dòng suối có mấy chiếc ô tô vọt tiến của địch cất giấu. Nhưng cũng bài cũ của địch, xe bị phá hỏng hết lốp. Chịu thôi, vì ở xa đơn vị và hỏng lốp, làm sao mà đưa về được. Chúng tôi nghỉ lại đó một đêm, sáng hôm sau phá xe, lại truy quét tiếp. Trưa ngày hôm đó, chúng tôi vào trong một phum. Nếu theo bản đồ, thì phum này cách vị trí đóng quân của tiểu đoàn 8 khoảng 15 km, theo đường chim bay. Nhưng trời còn mưa, nên chúng tôi không đi nữa mà quyết định nghỉ ở đây. Nếu tạnh mưa thì về tiểu đoàn 8 luôn. Không thì ở đây qua đêm. Chúng tôi và tiểu đoàn bộ 8 đảm nhiệm một hướng. Nằm song song với chúng tôi là đại đội 5. Trước mặt là tràng trống, chiều rộng khoảng 500 mét. Bên kia là bìa rừng. Anh em đang thu xếp nơi nghỉ và nấu cơm. Và phát hiện ở ngoài bìa rừng có một tốp khoảng 10 người đang tiến vào trong phum nơi chúng tôi đang trú. Vì ở xa và âm u nên chưa biết là ta hay địch. Chúng tôi sẵn sàng và chờ đợi. Trong khi đó, nhóm người kia vẫn đi vào. Địch rồi. Anh em đại đội 5 cũng đã phát hiện ra chúng. Nhưng chúng đi chạch về hướng chúng tôi. Nên các lính đại đội 5 đã vận động vào trong phum Chạy đến hỗ trợ chúng tôi. Có mấy khẩu RBD. Chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi. Còn khoảng 100 mét nữa. Tên đi đầu dừng lại, chỉ trò vào trong phum Và cả bọn u té quyền chạy. Nhưng cùng lúc, súng chúng tôi đã nổ. Phía đại đội 5 Khẩu Đại Liên cũng lên tiếng từng tràng một. Ở phía chúng tôi và phía đại đội 5, anh em nhảo ra, rượt đuổi địch. Tiếng hô rượt đuổi địch vang cả một góc rừng. Lúc tôi chạy thì thấy ba xác địch đã nằm đó. Còn ở phía xa khoảng 15 mét, có một thằng bị thương đang cố lết hướng vào rừng. Theo bản năng sinh tồn của con người. Nhưng có một lính chạy sau đã không cho nó cơ hội. Đơn vị đã đuổi theo và đến bìa rừng, thì dừng lại vì mất bóng chúng. Lần theo dấu vết Có tre bị đè xuống Phát hiện thấy một tên đang bị thương Đang nằm trốn trong bụi rậm Bên kia đại đội 5 Cũng tìm thấy một tàng cũng bị thương Chúng lại chúng tôi như một cái máy Thôi Cũng làm cái công việc nhân đạo với chúng Là một viên đạn Sau đó chúng tôi không lùng sục nữa Mà bắn vào nơi có các bụi rậm Trời mưa càng nặng hạt Rồi những cơn mưa xối xả như chút nước Ướt như chuột lột rồi quay về nơi trú quân. Trong khi đó, đại đội năm về sau vì còn một việc là đòm cho mỗi cái xác một viên phòng bọn chúng giả vờ chết. Buổi sáng hôm sau, trước khi về vị trí của tiểu đoàn 8, chúng tôi phải quét một vòng trước chốt. Buổi trưa, chúng tôi đã về tới tiểu đoàn 8. Vậy là mấy trinh sát của tiểu đoàn ở nhà đi đào sắn. Buổi chiều, đã ai chúng tôi một bữa sắn. Vì tiểu đoàn 8 có một dãy sắn địch trồng nhưng chưa kịp thu hoạch. Bây giờ tiểu đoàn 8 tiếp quản dãy sắn đó, những lúc nhàn rỗi luộc ăn cho vui. Buổi chiều, mấy thằng đại đội 20 chúng tôi mới về tới đơn vị. Trong lúc đó, các tốp đi với các tiểu đoàn khác cũng bắt đầu về. Mấy ngày được nghỉ ngơi, tôi và thằng đoan Thái Bình mò ra phum gần trung đoàn xin thuốc dê về hút. Về mấy ngày hành quân, chúng tôi đã dùng đến cả lá hà thủ ô rồi dâu ngô và trà lá dự trữ rồi. Được cái dân ở phung này cũng thương lính mình hay như thế nào không biết. Tôi chỉ vào cây thuốc và ngửa tay xin. Dân họ cho liền. Ngôn ngữ bất đồng. Tôi và nó chỉ hai lá già, còn phải để lại cho dân nữa chứ. Quân với dân như cá với thớt. Hai thằng hai nắm chặt về đơn vị để tiếp. Cho mấy cái ống khói đang đói nhiên liệu Nằm chờ ở nhà Chúng tôi không có gì để mà đội Lính đằng rách như tổ địa Nhìn giống như con ma rừng Mấy ngày nghỉ Các ông chính trị không quên nhiệm vụ của mình Học, học nữa, học mãi Rồi lại lên tiểu đoàn 8 Bắn bia bài 1 Cũng không nhớ bia làm lúc nào Cũng ở tao trường này tôi suýt mất gáo Trong lúc làm nhiệm vụ báo bia Loạt đầu nổ mấy viên thì bị hóc súng, chờ mãi không thấy bắn tiếp, tôi vừa ngẩng đầu lên thì một loạt đạn cắm vào bờ công sự. Hú vía. Ngày tiếp theo, tiếp tục cùng với tiểu đoàn 8 làm nhiệm vụ, đã quen địa hình, bắt đầu ở trước chốt đại đội 5, theo đường khai thác hành quân, qua cầu sập khoảng 3 cây số thì đến phum của sư 10, gọi như thế cho tiện. Anh em chia làm hai cánh, bắt đầu lùng sục vùng này nhiều nhà sàn nhưng bỏ hoang đã lâu thỉnh thoảng có những tốp địch về đây quét một vòng và lùng sục vào các nhà sàn thấy không có địch trên các nhà sàn là những xác người đã bị phân hủy còn trơ lại những bộ xương nằm ẩn nấp trong những đống quần áo những cái sọ dừa nằm lăn lóc nhe răng như cười với bọn tôi dưới nhà sàn trên nền đất nơi nào có quả mọc tốt và xanh chắc chắn nơi đó có xác người. Mùi tử khí lúc nào cũng nhức mũi, ruồi, mũi, nhiều vô kể. Mỗi lần ăn cơm, chúng tôi phải mắc màn. Đang ngồi nghỉ, chờ anh em. Bỗng ở phía trước trong rừng, đi ra một người. Vừa đi vừa gọi. Chúng tôi cảnh giác theo dõi. Đúng là lính mình rồi. Lính F-10 lạc vào rừng mấy ngày nay, nhưng chỉ có một vắt cơm. Lạc ở trong rừng trong lúc đi truy quét. Lính mới nói giọng bắc, mũ, áo, quần và giày còn mới cóng. Ăn cơm xong, ăn ít thôi. Lính đó được về vận tải để anh em chăm sóc. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Còn khoảng 300 mét nữa là vào tới Phum. Hai cái vòng rộng vào bìa rừng. Thằng Câu, trinh sát của tiểu đoàn 8 đi đầu. Bỗng có hai cánh tay dơ lên từ cái hố dưới lùm cây rậm ở trong rừng. Quá bất ngờ, nó phản xạ bằng một loạt đạn hai cánh tay càng dơ cao hơn. Chúng tôi chạy đến, thì có hai cánh tay nữa lại dơ lên. Hai cái loa chúng phát liên tục. Chúng tôi chỉ biết được hai từ, chia chuôn. Còn chẳng hiểu gì hết. À, thì ra là chúng mày là dân, địch với dân. Địch với dân là một đây. Bắt hết bọn này lại. Chúng đói, mặt mũi hốc hác quần áo tà tơi hồi hám. Pha cho bọn nó một gói gạo sấy, loãng loãng để cứu đói tạm thời và giao chúng cho vận tải của tiểu đoàn. Rồi chúng tôi tiếp tục hành quân. Qua phun xe khoảng hai cây số, rẽ trái tiếp tục làm nhiệm vụ. Hai ngày đã qua, không gặp một tên địch nào. Sáng ngày, sương trong rừng còn chưa tan. Từ xa, chúng tôi và địch đã phát hiện ra nhau. Chưa kịp nổ súng, chúng đã lủi mất vào trong rừng buổi trưa đang nghỉ giữa trạng hành quân ở trên đường xe bò trong rừng phía trước có một toán địch đang đi lại hướng chúng tôi chúng có khoảng 8 tên kịp thời phát hiện ra địch chúng tôi ra hiệu cho anh em ở phía sau tàn sang hai bên đường toán địch vẫn chưa biết ngày tận số đã đến với chúng khoảng 70 mươi mét tên đi đầu đã phát hiện ra anh em ở phía sau đang ngẩng đầu để quan sát chúng ủ té chạy cùng lúc đó súng đã nổ giòn hai khẩu rbd đã kẹp hai sườn trên ụ mối cao nhả đạn vào đội hình của bọn nó chỉ có hai thằng đi sau cùng chạy tóe hai ngả sống sót rồi truy đuổi lên một đoạn nữa rồi lại quay về hướng chúng tôi địch cũng bắn lại vài loạt nhưng vô hại cánh truy đuổi bên kia theo vết máu diệt nốt những tên bị thương vậy đã diệt được sáu thu năm súng hai cái nồi và một số đồ cổ đã tàn tã hồi như cú. Súng đã tháo hết đạn, giao cho hai thằng tốt mang. Ngoài ra, còn khuyến mại cho chúng số đồ cổ kia luôn. Chúng mừng vui như trẻ nhỏ được quà Tết. Theo như trên bản đồ, thì chúng tôi đã cách phun phía trước khoảng 7-8 km là nghỉ trú mưa và đêm qua ở đó. Nhưng rồng rắn lên mây như thế này không biết có kịp hay không. Rồi cũng đã kịp. Phía trước ở xa xa đã thấy bóng rìa phum nhưng cũng trên đường vào phum có một đoàn người đang đi vào đó đó là đoàn dân chạy loạn trong rừng ra cảnh giác chúng tôi chia làm hai cánh tiến sâu vào rìa hai bên đường rồi ập lại dân họ quá bất ngờ và hoảng hốt miệng cứ luôn chia chuôn chia chuôn toàn người đói rách tả tơi chỉ có phụ nữ và trẻ em đồ đoàn thì không có gì ngoài một bọc quần áo khoác trên vai trông thật thảm hại Bọn tôi chia sẻ cho dân một ít gạo và mấy bịch gạo sấy dự phòng và chỉ cho họ sang bên kia phun để ở vì phun bị chia làm hai bởi một cánh đồng. Bên này chỉ có 7-8 nóc nhà còn bên kia thì nhiều hơn. Chúng tôi trú chú quân ở bên phun nhỏ triển khai nghỉ ngơi, cường nước. Trời mưa rất to anh em làm nhiệm vụ gác phải cảnh giác địch và dân ở bên kia. Biết đâu được. Bên kia tiếng người dân rồi cũng im lặng trả lại cho núi rừng lách không gian âm u tĩnh mịch. Thế là hoàn thành nhiệm vụ truy quét, bọn tôi trở về đơn vị và lúc này theo thông tin chuyển miệng của lính, đơn vị lại sắp chuyển quân ra Bắc, nó như một luồng không khí mát mẻ đối với lính. Và cũng vào lúc này, đơn vị lấy một số anh em để thành lập một đơn vị xây dựng chính quyền, vậy là lính được sang làm nhiệm vụ xây dựng chính quyền. Thấy buồn thiêu vào một buổi chiều. Các ông cán bộ đi họp về quán triệt. Sáng ngày mai, thu dọn đồ đạc để di chuyển đơn vị. Sáng ngày hôm sau, khẩn trương thu xếp đồ đoàn xong. Chúng tôi hành quân ra trung đoàn bộ. Ở đây đã có một xe ô tô vọt tiến chờ sẵn. Lên xe, ra tới lệch, quay ra theo trục đường 56 hướng Quốc Sát. Ngã ba Quốc Sát đây rồi. Nơi đây, trung đoàn chúng tôi đã dáng cho bọn Pốt những trận trí tử khi bọn chúng định đánh chiếm buốc sát và cũng nơi này rất rất nhiều đồng đội thân yêu của chúng tôi đã ngã xuống. Buốc sát giờ đã hồi sinh, cuộc sống sinh hoạt của dân đã đông vui nhộn nhịp. Nơi ngã ba giáp với đường năm này, rẽ phải về nông pênh rẽ trái thì lên bắt tam băng, xe rẽ thay trái, lính tham mưu con trên xe im lặng, không nhỏ to thì tầm nữa. Đường trải nhựa cũng tốt, xe chạy rất nhanh. Buổi chiều khoảng hơn 4 giờ, chúng tôi đã tới thành phố Bát Tam Băng. Xe đổ chúng tôi xuống một quảng trống, có mấy dãy nhà, trông giống như một khu chợ. Phía bên kia sau bức tường ngăn cao, có nhà cao tầng, lính đơn vị nào đang ở đó. đó? Lính đơn vị này có lẽ là lính cậu, cách ăn mặc, sinh hoạt nghiêm chỉnh chứ không lồi thổi lách thách như lính chiến bọn tôi. Từ đây qua đường là tới sông Bát Tam Băng. Nơi này bọn trẻ ca đã mượn của bê chúng tôi một cái song và không trả lại cho các chú bộ đội vì cho chúng cơm thừa. Báo hại, sáu hôm sau không có cái nấu nên tôi đã vào đơn vị kia mượn cái song nấu cơm và cũng quên trả luôn cho họ. Tối hôm đó, chúng tôi được liên hoan một bữa kẹo thái vì đưa gạo và mấy thứ linh tinh đổi cho dân ca, trong đó có cả tiền 50.000 của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục hành quân theo trục đường 10, hướng về cửa khẩu Pailin. Hành quân quốc bộ. Đến trưa, toàn đơn vị rẽ tay trái khoảng 1km vào một đồi thấp có rất nhiều cỏ chanh để trú quân. Qua một suối nhỏ, bên kia là một vườn cam. Cây cam rất nhiều nhưng quả thì đã hết. Chúng tôi lùng mãi cả buổi mới được một ít. Nhưng ở đây có vài tổ ong mật, phụ trách hành quân lên hướng Pailin làm nhiệm vụ khoảng ba giờ chiều đơn vị nghỉ lại trong một đội hình chốt của một đại đội bộ binh của đơn vị nào đó không nhớ lính đơn vị này còn ít vì đang hành quân đi truy quét đặc biệt lính đơn vị này sử dụng một cái sọt như người dân tộc để đựng đồ đoàn và đạn b tối hôm đó anh em chúng tôi cũng xin đơn vị bạn đảm nhiệm một hướng chốt sau một hồi từ chối đơn vị bạn cũng phải nhường cho chúng tôi một hướng buổi tối Gác ở phía sau chúng tôi là khẩu cối 6 của đơn vị bạn. Cứ bắn cẩm canh, khoảng 10 quả đạn thì nổ được 6-7 quả. Có lẽ là đạn cối Mỹ đã hết hạn sử dụng. Buổi sáng hôm sau, cả bê chúng tôi đi làm nhiệm vụ. Qua con suối nơi trú quân, phía tay trái, chúng tôi đi sâu vào trong rừng. Khoảng 10 giờ, chưa hết khu rừng rậm, anh em nghỉ ngơi để tiếp tục leo núi. Núi này cũng không cao lắm, nhưng cây nhiều và rậm rạp rất nhiều dây leo nên khó đi lên lưng trưởng núi bắt gặp một con rùa to bằng cái mũ cối vậy là anh em bàn với bê trưởng quay về gặp rắn thì đi gặp quy thì về sau một hồi bàn luận chúng tôi nhất trí thôi quay về về gần đến chốt của đơn vị bạn nhưng phía trên suối phát hiện ở bên bờ có mấy cái lán tạm bợ lợp bằng tôn nhưng lại không có người qua suối cắt góc về trước chốt của đơn vị bạn. Về đến trước chốt, anh em chốt tròn mắt vì chúng tôi đã đi vào bãi mìn của đơn vị cài, run và hú vía. Vì chúng tôi chủ quan gần về đến đơn vị. Chúng tôi ở đó thêm một vài ngày nữa và quay lại đơn vị. Trên đường gặp anh em đơn vị bạn đang truy quét về. Buổi chiều hôm đó, anh em chúng tôi về tới đơn vị trên con đường bỏ hoang này các đơn vị trực thuộc trung đoàn và tiểu đoàn 7 cũng đang tập kết ở đây. Biết có thằng Huệ, lính tiểu đoàn 7 Đồng Hương đang ở gần, không kịp tắm rửa, tôi đến với nó liền. Hai thằng đang nói chuyện, bỗng hướng đơn vị chú quân, một tiếng nổ vang lên. Trong chiến tranh, tiếng nổ ấy cũng bình thường như những lần khác. Một lúc sau, về tới đơn vị, tôi sững người khi biết thằng Trung Cúp hy sinh. Vì một tai nó bị tật, cong vào nên tôi gọi như vậy. Nó nấu cơm xong lại bụi tre chặt đôi đũa cả nên bị vướng phải mìn. Anh em đang tắm rửa và khâm liệm cho nó. Buổi sáng một ngày, đại đội 20 chúng tôi đi trước dẫn một đại đội của tiểu đoàn 7 theo con đường đó bắt đầu hành quân vào lake và sau đó là các đại đội trực thuộc. Đơn vị chúng tôi đã vào xăm lốp, không đi qua cua chữ V, vào ngã ba An Đông. Vì là đường ô tô bị bỏ hoang lâu ngày nên cũng dễ đi, không nhớ mất bao nhiêu thời gian và mất bao nhiêu ngày. Một buổi trưa, chúng tôi đến bên một con suối rộng, có một cái cầu bắc qua nhưng đã bị đánh sập hoàn toàn nằm giữa lòng suối. Lính bộ binh triển khai ở bên này bờ suối để bảo vệ cho chúng tôi qua. Sau khi sang bờ bên kia, chúng tôi tản rộng đội hình, bảo vệ đầu cầu cho các đơn vị. Không có địch. Sau khi đội hình qua suối, chúng tôi tiếp tục hành quân. Đến chiều khoảng 4-5 giờ, toàn đơn vị đã vào bên này, bờ suối nhỏ ở rìa phum giam lốt. Trên trục đường này có hai hầm trông đã bị sập hết phần che phủ, chỉ trơ lại phía hầm dưới, những mũi trồng tua tủa. Chúng tôi đã vào đến nơi, ở giữa phun có một đơn vị bạn khoảng một đại đội đang chốt giữ. Xung quanh chốt đã được phát quang rộng khoảng 70-100 mét để dễ bề quan sát. Ở phum xăm lốt này có rất nhiều cau và dừa. Ở giữa có một con đường nối từ ngã ba An Đông vào đây. Hai bên đường là hai dãy nhà sàn lập tôn. Tối hôm đó chúng tôi nghỉ ở đầu phum cách đơn vị chốt bạn khoảng 300 mét. Vì vào đây trời tối nên chưa tìm được nước nấu cơm. Lính mới trèo lên chặt từng buồng dừa xuống, vừa uống và dùng nước dừa để nấu. Nhưng tôi không hiểu thế nào, cơm bị sượng hết. Báo hại tối hôm đó, chúng tôi phải ăn gạo sấy và lương khô. Có những lính hành quân mệt, sau khi uống nước rửa xong, còn thừa dùng để rửa mặt và chân tay. Vậy là tối không được ngủ, vì chân tay mặt mũi đều rít giấy khó chịu. Buổi sáng hôm sau, một tổ của bọn tôi cùng với thân trung đoàn phó đi làm nhiệm vụ thị sát trước chốt của đơn vị bạn. Dẫn đường có hai lính của đơn vị bạn qua trước chốt khoảng một cây số bắt gặp một con suối cạn ở đây có mấy xác bọn polpot bị đơn vị bạn tiêu diệt mới mấy ngày đang còn phân hủy bốc mùi khó chịu vượt qua suối là một đường mòn trên đường mòn lại những hố trông xen lẫn những bẫy đá giống như ở dân tộc tây nguyên thời đánh mỹ nói chung thời gian này mìn ở khu vực này còn ít buổi xế chiều anh em chúng tôi quay trở về đơn vị đội hình của trung đoàn đã được bố trí. Đại đội 20 chúng tôi đóng ở phía trước trung đoàn bộ, dài một hàng ngang trong rừng chuối. Ở đây rất nhiều. Vì lười đào công sự, anh em chặt một cây chuối kết lại thành nhà hầm để tạm. Ở đây, khi đi lùng sục, phát hiện ở phía trước có một ruộng rau cần. Vậy là trong bữa ăn hàng ngày của chúng tôi có thêm món rau cần xào rất ngon. Còn món chuối chín và chuối nấu canh thì nhiều vô kể. Một buổi tối đang ngủ ngon giấc thì một loạt đạn vang lên. Đang ngủ ngon, theo phản xạ, tôi nhảy ra công sự, điểm xạ mấy viên vu vơ nhưng không có gì. Một lúc sau, mấy lính vệ binh của trung đoàn cũng tới. Họ mang theo hỏa lực B41. Họ hỏi chúng tôi: "Có phải địch vào không?" "Không phải, đó là mấy con vật đi ăn đêm bị giật mình chạy loạn xạ." Lính gác tưởng địch nên đã nổ súng. Đại đội 20 chúng tôi ở đây một thời gian thì có đơn vị khác cũng vào đóng quân cùng với trung đoàn chúng tôi. Đó là trung đoàn 250. Qua dò hỏi tôi biết trung đoàn này là lính thành phố Vinh nhiều và tôi cũng tìm được mấy thằng bạn học thời cấp 2. Đặc biệt có mấy thằng cùng khu phố và hai thằng vừa mới hy sinh. Đó là Ngô Trọng Quý và Đặng Các Dũng, đại đội 6, tiểu đoàn 2. Thời gian này, các đại đội trực thuộc đã nằm trong vị trí chốt của trung đoàn, còn đại đội 20 chúng tôi cũng đang nằm tạm thời lại đó vì các tổ đang đi làm nhiệm vụ chưa về. Vào một ngày, bên chúng tôi đi thực địa do anh Nga, đại đội phó phụ trách hướng biên giới Thái để tìm một con suối lớn trên bản đồ làm vị trí đóng quân cho các đơn vị bộ binh. Mấy ngày lặn lội vất vả ở trong rừng rồi cũng tìm được suối. Sau này, xe phó nói lại với chúng tôi là sai, vì suối lớn cách đó khoảng một cây số. Sau này xác định lại bản đồ, chúng tôi dẫn các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 8 lên đúng vị trí. Vì là địa hình mới, nên rất thận trọng trong những lúc hành quân. Trên đường trở về, lúc đi ngang qua một con đường khai thác, bất ngờ, chúng tôi gặp một lính pot đang nằm trên đường. Thấy chúng tôi, nó vội dưa hai tay lên, xin cáo hàng đó là một bộ xương di động được bọc trong một bộ quần áo rách te tua vì chưa có thông tin ở vị trí mới này nên chúng tôi phải đưa nó về các ông ở trên khai thác trên đường về chúng tôi vấp phải mấy thằng này nên tốc độ hành quân có chậm lại qua một con suối sâu tôi ra hiệu cho nó cởi quần áo để lội thế là nó trả lời với chúng tôi bằng tiếng việt vậy là thằng tù binh này biết nói cả tiếng việt sau khi ăn cơm trưa xong Chúng tôi tiếp tục hành quân Thế là thằng tù binh mở cái loa liên tục Trò chuyện với lính dẫn giải Đến chiều Anh em chúng tôi cũng trở về đến chốt của tiểu đoàn 7 Không kịp ghé vào thăm mấy thằng đồng hương Chúng tôi làm một mạch về trung đoàn bộ luôn Sau khi bàn giao tù binh cho vệ binh trung đoàn Chúng tôi về vị trí đóng quân của đại đội Thời gian này, ở khu vực này Địch vì mìn còn rất ít nên mỗi lần đi thực địa chúng tôi cũng rất thoải mái. Sau khi các đơn vị đã ổn định vị trí đóng quân xong, đại đội 20 chúng tôi chuyển vị trí mới, đó là đến một ngã ba suối cách trung đoàn bộ khoảng 7-8 km. Phía sau chúng tôi cách khoảng 4-5 km là vị trí của đại đội 17 công binh. Trên con đường mòn này, mỗi lần đi qua đây là anh em phải nín thở, bịt mũi chạy cho thật nhanh để khoát khỏi ra mùi tử sĩ vì hai bên đường có mấy xác pol pot bị tiêu diệt nằm trên mấy túp lều nhà sàn đang trong thời kỳ phân hủy còn trước chúng tôi là c 14 bốn cối một trăm hai mươi tiểu đoàn tám và trung đoàn hai trăm sáu mươi sáu cùng với một tiểu đoàn của trung đoàn hai trăm năm mươi trải dài cho đến lận biên giới thái lan campuchia sau khi ổn định các vị trí đơn vị cắt cử những tổ lùng sục trước vị trí đóng quân Ngoài những lúc làm nhiệm vụ, mấy thằng chúng tôi đi bắn cá ở dưới suối để cải thiện. Có một hôm, tôi và thằng Đoan Thái Bình mải mê bắt cá xa đơn vị khoảng hai cây số. Khi phát hiện mùi tử khí, hai thằng mới lùng sục. Ở bên bờ suối có mấy xác định bị đơn vị nào tiêu diệt. Vậy là chúng tôi chuẩn nhanh. Địch đã được các quan thầy hà hơi tiếp sức nên đã quay lại quấy rối các đơn vị. Chúng gài mìn, tập kích vào các chốt ở phía trên đã có thương binh và tử sĩ đưa về phía sau. Vậy là các chốt trên đường thành trạm trung chuyển. Lúc này đơn vị chúng tôi cử các tổ đi làm nhiệm vụ liên tục tìm cứ địch. Trong những lần đi làm nhiệm vụ ấy, chúng tôi cũng bắt được tù binh. Một hôm tôi và thằng Đoan nhận nhiệm vụ lên phía trước dẫn giải tù binh về trung đoàn. Lần này tù binh là hai bộ bốt nữ, chúng bị phủ thủng nên đi rất chậm. Đến chiều, chúng tôi mới về đến đại đội 17. Sau khi bàn giao hai tổ binh nữ cho đại đội 17, chúng tôi quay trở lại đơn vị. Trời đã tối, hai thằng cố gắng về cho kịp. Trong rừng trời tối, đường rất khó đi. Lần mò theo dây hữu tuyến mãi, đến 9 giờ, chúng tôi mới về đến nơi. Sáng dậy, nhận nhiệm vụ đi tìm cứ địch ở biên giới Thái Lan-Campuchia. Lần này, do bê trưởng Trần Đăng Sâm, người can lộc phụ trách, sau khi chuẩn bị đồ đoàn xong. Đang chờ anh ấy nhận nhiệm vụ trên ban chỉ huy về. Lần đi này, cùng tôi và thằng đoàn. Đến giờ, chuẩn bị hành quân, tôi và thằng đoàn lại được ở lại vì hôm qua làm nhiệm vụ về hơi muộn. Thay cho hai chúng tôi là thằng Thảo, Hải Phòng và thằng Hoạt ở Hương Khê. Lần làm nhiệm vụ này khoảng 7 ngày mới về được. Cơ bản là đi tìm cứ địch trên biên giới Thái Lan Campuchia và vào sâu trong đất Thái khoảng 2 3 cây số. Và một ngày, anh em chúng tôi về trung đoàn bộ nhận lương thực và thực phẩm và cũng tranh thủ lấy chuối đu đủ đưa về làm thức ăn cho đơn vị. Mấy thằng ở lại nhận, còn mấy thằng trong đó có tôi tranh thủ đi hái bùng chuối và đu đủ. Đến gần thì mọi việc đã hoàn tất. Các lần khác thì đang khề khà với những thằng đồng hương. Và lúc về, thường qua C-17 nghỉ chơi ở đó một lúc. Nhưng lần này thì không. Có một lính trung đoàn chạy ra nói với lính đại đội 20 về gấp. Vậy là mấy thằng vội vã, leo đứt hết đồ, liền chạy vội vã xuống. Trên đường lên đó, chúng tôi gặp mấy thằng đồng đội đang cáng anh em thương binh về trước. Thằng Thiện, Tiễm, Thái Bình, thằng Phúc, Hà Sơn Bình còn ba tử sĩ là anh Sâm Hoạt Người Hà Tĩnh Thảo người Hải Phòng Bị chúng mình khi đang trở về đơn vị Khi lấy tên tử sĩ Trong miệng anh Sâm Đang còn gạo sấy Thằng Hoạt về đến sơ 14 Gặp thằng Đồng Hương cho Hoạt xuống Uống xong một lít nước Thì nó tắt thở luôn Anh bảo xe trưởng 20 Tức quá cho thằng kia Một bạt tay May mà phong của lính mình bị thương nhẹ nên chạy về gọi anh em đơn vị gần có sau này có kết thúc chạy về theo suối lớn gọi người lên cứu nó gặp nhiều địch đang nghỉ ở trên bờ suối nó cũng tránh để khỏi phải gọi anh em về tôi và thằng đoan vì tới muộn nên cáng thằng hoạt đi cuối cùng của đội hình không khí tang thương đau đớn vô cùng không ai nói với ai một lời cứ lẩm lũi đi tất cả anh em tử sĩ cáng ở trên võng chỉ phủ một cái tăng đường rừng thì khó đi trời đã gần tối thỉnh thoảng cái tăng đắp cho tử sĩ lại bị cây rừng kéo tùa ra rớt xuống lại phải dừng lại đặt cái cáng xuống để lấy đắp lại cho hoạt hai thằng và một tử sĩ cứ lóp ngóp ở trong rừng tối vì lúc cột võng vào đòn khênh và đi ở trong rừng khó nên chúng tôi dừng lại cột cao võng lên và thằng Đoan nói với tử sĩ Hoạt Thôi trời tối rồi Mày có thương bọn tao thì nằm yên Để bọn tao đưa mày về Cho kịp với anh em Không biết như thế nào Mà từ đó trở đi tôi với thằng Đoan Đi có vẻ nhẹ nhàng hơn Và không vướng mắc cây rừng gì cả Khoảng 8 giờ tối Chúng tôi mới về đến đại đội 17 Nghỉ một lúc Rồi đi một mạch về tới trung đoàn bộ Bàn giao tử sĩ cho đại đội 24 xong hai đàng chúng tôi lại lóc cóc đường rừng lần theo dây thông tin về đơn vị không khí trong đại đội 20 chúng tôi trầm màn xuống không ai nói chuyện với nhau vậy là một b chúng tôi mất một b trưởng sâm và thằng thảo còn b kia thì mất thằng hoạt tất cả đại đội 20 lần này cả thương và tử là bảy đơn vị cứ vơi dần theo những trận đánh vào một ngày bốn lính đại đội 20 trong đó có tôi đi làm nhiệm vụ lần này dẫn tác chiến trung đoàn và một số anh em trong các đơn vị đại đội trực thuộc đưa thực phẩm và lương khô tiếp tế cho các đơn vị chốt trên biên giới Thái Lan Campuchia. Con đường mòn lên đó vẫn có những đơn vị của trung đoàn chúng tôi và trung đoàn 250 chốt xèn kẽ. Những lúc nghỉ chỉ được ngồi tại chỗ trên con đường này, cấm tuyệt đối không đi chạch ra khỏi đường vì mìn rất nhiều. Trưa hôm đó đang nghỉ để chuẩn bị vượt dốc ông truyền lính đặt tên vì ông truyền hậu cần của đại đội 7 bị trúng mìn hy sinh tại đây. Trên đỉnh dốc là đại đội 5 của tiểu đoàn 8 đang chốt giữ. Vừa đi được khoảng 100 mét, chúng tôi đi đầu phát hiện có mấy tên địch vừa vượt qua con đường mòn. Rồi chúng tôi nổ súng. Vậy là địch chạy biến vào trong rừng. Lúc bọn tôi lên tới nơi, phát hiện dấu máu nhưng không truy theo vì lệnh cấm đi ra khỏi đường mòn khoảng 200 m là suối cạn. Phát hiện ba quả mìn chôn một hàng dọc ở trên đường mòn, phủ một lớp lá rừng. Tôi chỉ làm dấu báo hiệu chứ không gỡ mìn và thủ trưởng tác chiến dục đi nhanh không thì trời tối. Vượt qua mấy dốc thoải và rừng rậm, chúng tôi mới đi đến nơi. Ở đây là tiểu đoàn bộ hay là đại đội mấy của trung đoàn 250? Vì tối hôm đó tôi ngủ lại ở trong hầm của thằng Thành thành Lục và thằng Minh. Chúng nó là bạn học cấp 3, cấp 2, nhà ở cùng khu phố. Sau này thành hy sinh cũng vì vướng mìn. Đơn vị này hầm hào làm rất kiên cố. Tối hôm đó nằm nói chuyện với bạn đến khuya. Chủ yếu hỏi thằng Quý và thằng Dũng cùng khu phố bị hy sinh vào thời điểm nào. Rồi mệt quá, ngủ lúc nào cũng không ngay. Bộ phận chúng tôi lại tiếp tục đi lên phía trước hướng biên giới Thái Lan Campuchia. Gần đến trưa thì đã tới nơi. Sau khi bàn giao thực phẩm cho đơn vị bạn và chờ các ông tác chiến làm việc, mấy thằng lính chúng tôi tranh thủ về hầm đồng hương chơi. Đây là đại đội của tiểu đoàn 8, vị trí đóng quân trên một quả đồi thoai thoải, cây rừng rậm rạp, ở giữa đồi có cây thưa hơn. Ban chỉ huy của đại đội đóng ngay ở đó. Nhà ở bằng nhà hầm trên lập tăng, có giao thông hào và các ụ chiến đấu nối với nhau. Cứ tưởng buổi chiều chúng tôi được trở về, nhưng phải sáng ngày hôm sau chúng tôi mới trở về, vì chiều hôm đó các ông làm việc với cán bộ đại đội và các b hơi muộn nên không thể về kịp đến đại đội trung gian của trung đoàn 250. Trên đường về, lúc qua đến vị trí của mấy quả mìn, nó đã được anh em của đơn vị nào đã tháo gỡ. Lần đi làm nhiệm vụ này là đưa thực phẩm và dẫn các ông tác chiến lên những đơn vị ở phía trước, nên chúng tôi đi trên những đường mòn và qua các đơn vị chốt trung gian, nên cũng an toàn hơn. Trên đường về, qua vị trí đóng quân của đơn vị, chúng tôi về đơn vị luôn. Còn mấy ông tác chiến và anh em của bộ phận còn lại phải đi đến 8-10 km nữa, qua đại đội 17, đại đội 15 mới về đến trung đoàn bộ. Ở ngã ba suối này, đơn vị chúng tôi được tắm giặt thoải mái, nhưng lại thiếu rau xanh và ánh mặt trời. Thỉnh thoảng anh em phải về trung đoàn bộ để cải thiện chuối xanh đu đủ. Đó là hai loại để ăn dành cho mấy ngày. Còn đơn vị ngoài những lần đi làm nhiệm vụ vẫn phải có những tốp nhỏ lẻ để truy quét xung quanh vị trí đóng quân. Cũng trong những lần truy quét đó tôi suýt nữa bị con rắn lục cắn. Vì trong lúc cúi người để chui qua một bụi rậm, tay trái chống lên một rễ cây to ở đó có một con rắn màu xanh Trông như lá cây To bằng ngón tay Đang thẻ lưỡi Mà tay tôi lại ở ngay trước miệng nó Các vị trí đóng quân của các đơn vị Đang còn phải xê dịch nhiều Cho phù hợp với địa hình Nên chúng tôi cũng chưa có một nơi ở cố định Việc hầm hào Chúng tôi cũng còn tạm bỡ Chủ yếu là đào một cái hố dài Rộng khoảng 2-3 người nằm Trên thì lập tăng Và mấy cái hầm nông trệt sau một thời gian, đại đội 20 của chúng tôi chuyển lên vị trí. Lần này, chuyển sang trung đoàn bộ hướng từ Pai Linh, đi vào một con đường bị bỏ hoang. Lúc trước, đơn vị hành quân vào. Ở vị trí mới này, đơn vị đi truy quét, đêm lại tổ chức các tốp nhỏ lẻ ra ngoài đơn vị phục kích. Nhưng lâu rồi, cũng chẳng có ma nào. Cũng vì chẳng có ma nào cả, mà sau này khi đại đội 16, 12 ly 7 đóng quân ở đây cũng đi phục mà lại rơi vào ổ phục của bọn Pol Pot tại nơi hai hầm trông. Thằng Cát, lính 78, người Thạch Hà, hy sinh tại đó trong rừng lúc chiều tối đang trên đường vào vị trí phục kích. Vào một ngày, đơn vị đi làm nhiệm vụ, lần này đi có một B thôi, có 10 lính, do anh Phương xây phó phụ trách, hướng Pai Linh, trên con đường đã bỏ hoang, qua mấy ngày lùng sục, nhưng không gặp địch nhưng đường mòn đi về phía sau có nhiều chứng tỏ đây là đường tiếp vận cho địch từ biên giới về phía sau nhưng vì xa đội hình quá nên chúng tôi cũng chả làm gì được sau một buổi trưa cố gắng phục kích xem có vớt vát được cái gì qua mấy ngày vất vả về thôi đã đến ngày quy định rồi lương thực cũng đã cạn không biết về ông phương báo cáo như thế nào chỉ khổ mấy thằng mục chúng tôi thôi Mấy ngày sau, lại đi làm nhiệm vụ ở nơi ấy Lương thực mang theo chỉ có gạo sấy và lương khô Những thứ này chúng tôi đã ngán lên tận cổ Lần này có 8 mống do bê phó song, lính 76, biệt hiệu là Trần Sùng, phụ trách Qua mấy ngày, chuyển đổi vị trí liên tục, nhưng cũng chẳng thấy địch đâu Rồi cũng đến ngày về Buổi trưa một ngày cái đơn vị khoảng 5-6 km, nghỉ trưa nấu cơm ở bên bờ suối. Ở vị trí gần cầu sập, trên đường về xăm lốt, tôi và thằng Thanh ở nông trường mùng 1 tháng 5 Nghĩa Đàn, biệt hiệu Phóng Liệu, ngồi trên gờ đá để bắn cá cải thiện. Với giọng buồn buồn, nó kể chuyện, gần đến ngày dỗ bố mẹ nó vì bom Mỹ. Trên nó có một chị gái, vậy là nó là con trai độc nhất, nó tình nguyện đi nhập ngũ thường lắm, nhưng chưa tìm được nhà chị nó để thắp cho nó cây hương. Thật là có lỗi với bạn. Ăn cơm xong, chúng tôi trên đường về trung đoàn bộ. Đường nơi này dễ đi vì là rừng thưa và cách xa trung đoàn bộ khoảng 2-3 km. Có một con đường mòn dẫn về trung đoàn. Tôi dẫn đầu đi qua một ngã ba đường mòn. Vì đang mải nói chuyện nên tôi đi quá ngã ba một đoạn. Anh xong đi thứ hai tôi, nói đi sai đường rồi và anh ấy rẽ về hướng đường ấy. Vậy là anh xong đi đầu, tiếp theo là thằng Thanh, sau nó là tôi. Cách ngã ba ấy khoảng 500 mét, trên đường mòn, có một rễ cây to bằng bắp chân người chạy qua. Cũng không biết anh xong bước dẫm lên rễ cây hay bên kia, bỗng một tiếng nổ vang lên, khói bụi mù mịt. Dẫm trúng mìn rồi Anh xong đang nằm quần quại trong vũng máu Còn thằng Thanh ngồi gục ở phía sau Chúng tôi vội làm công tác cứu thương cho cả hai anh em, đồng thời chặt cây làm đòn, cáng, để khẩn trương đưa anh em về phẫu. Anh Song bị cụt chân phải, thằng Thanh mang bao xe đạn ở phía trước ngực, giống như cái áo giáp. Nhưng một miếng mìn luồn qua kẽ hở của hai băng đạn, gầm trúng vào ngực trái của nó, chỉ nhỏ bằng hạt lạc thôi. Cứ nghĩ anh Song sẽ hy sinh vì vấp phải mìn K58 này. Nhưng khi về đến phẫu thì thằng Thanh đã tắt thở trên đường. Còn anh Song, xe của trung đoàn khẩn trương chuyển ra tiền phương của sư đoàn ở ngã ba An Đông. Anh Thanh chắc bị vào tin. Sau này, chúng tôi về trạm Long Bình. Anh Song có đến nơi chơi với anh em chúng tôi. Lại một lần nữa, đơn vị tôi làm nhiệm vụ không thu được kết quả, nhưng lại bị thiệt hại lớn về mìn. Ở đây một thời gian, chúng tôi lại chuyển vị trí mới Lần này ra gần ngã ba An Đông Đóng quân trong một phum Nơi này có rất nhiều nhà sàn Sau này đơn vị pháo 105 Của trung đoàn 250 Đóng quân ở phía trước phum này Vị trí mới này Chúng tôi làm nhiệm vụ truy quét Ở phía sau vị trí của sư đoàn bộ tiền vương Chúng tôi cũng chỉ ở đây khoảng 15-20 ngày thôi Rồi lại chuyển vị trí Đúng là đơn vị cứ xoay như đèn cù Vị trí đứng chân lần này nằm trên trục đường từ ngã ba An Đông và Sam Lốt. Đoạn đường này dài khoảng 4 km. Hai bên đường chủ yếu là rừng chuối và cau. Cách khoảng 2 km từ An Đông vào, có một phum nhỏ, có mấy nóc nhà sàn, nhưng ván đã bị rỡ hết. Chỉ còn lại nhà được lợp mái tôn. Ở đây có nhiều cây sầu riêng. C-12-7 của Trung đoàn 250 đóng chân ở đây. Họ chủ yếu chốt ở tây đường. Còn ở phía đông chỉ có khoảng 1A thôi vì là hướng thứ yếu. Cách khoảng 1 km. Tiếp đến là đại đội 20 chúng tôi. Ở vị trí này cũng chỉ có 3 nóc nhà, một hậu cần, một xe bộ và cái thứ ba dành làm hội trường của đại đội. Cái nhà làm hội trường này do ông Phương xê phó vẽ chuyện chứ cũng ngồi họp được một lần. Sau rồi, mỗi lần sinh hoạt đại đội là kéo nhau ngồi dưới nhà hầm để sinh hoạt cho ăn chắc. B chúng tôi án ngữ ở phía tây đường, hướng chủ yếu, khoảng 10 lính, hướng nam đường B thứ hai, quân số cũng khoảng 10 lính. Sau cùng là A Thông tin hai oát, 6 lính, vì đại đội trinh sát chúng tôi có một A Thông tin 2 oát để những lúc đi đài độc lập. Tổng kết, đại đội 20 chúng tôi những lúc không đi làm nhiệm vụ cũng khoảng 35 chiến binh dày dạn kinh nghiệm cả chỉ huy và lính một đại đội mạnh về quân số và tinh thần nhưng không mạnh về hỏa lực toàn ak bắn gấp sau này hẻo quá lên trung đoàn mượn một khẩu cối sáu và một số đạn thỉnh thoảng về bắn vào rừng để cảnh cáo bọn pol pot liệu hồn chúng ông có hỏa lực đấy đường từ chúng tôi về trung đoàn bộ cách khoảng một km là đại đội hai mươi bốn phẫu đại đội hai mươi vận tải và tiếp trung đoàn bộ có lẽ đây là điểm đóng quân cố định nên các ông quán triệt chúng tôi xây dựng hầm hào chắc chắn lại một vấn đề nan giải với chúng tôi là sao và cuốc xẻng nó đã rơi rớt dọc đường hành quân và các trận đánh rồi may ở trong xe có một con dao tông của hậu cần và cương giả, lính thanh hóa vớ đâu được một cái cuốc về đào nền nhà hậu cần để làm bếp âm lão lại đào trúng một cái chum lớn Tưởng vớ được một chum vàng, lão mừng quính lên. Lúc mở ra thì đó là một chum đựng muối. Nhưng ở giữa chum lại có một cái áo khoác. Màu xanh rất đẹp, bên trong được bọc những lớp bao ni lông. Thôi, không có vàng thì lão ta có cái áo ấm mà mặc trong những ngày lạnh ở miền rừng Sam Lốt. Công việc tiến triển rất chậm, rồi cũng phải đi các đại đội trực thuộc mượn cuốc sẻng về dùng nhà ở thì chúng tôi làm nhà âm đắp đất rất cao trong và ngoài chúng tôi chặt cây ken lại thành bờ tường đổ đất ở giữa và làm những lỗ châu mai phòng khi địch tập kích không ra kịp hào giao thông phía trên được che lại những tấm tăng và áo đi mưa trong nhà âm này ở giữa một cái bàn hai bên là sạp nằm làm toàn bằng cây cau trải ra nối thông với các nhà hầm là giao thông hào có các hố chiến đấu nói chung là khoảng một tháng sau nơi ăn trốn ở hầm hào của chúng tôi đã hoàn chỉnh lúc này là mùa khô nên nước đối với chúng tôi là nan dài nếu muốn có nước phải lên trung đoàn bộ mà gánh về lấy hai cái áo mưa cột vào đòn trông như cái võng mỗi lần đi lấy nước phải có một lính mang súng đi để hỗ trợ những lần đi lấy nước phải tranh thủ tắm giặt không thì hôi như cú quần áo cứng như mo nang vì nhuộm màu đất đỏ trận địa phòng ngự đã hoàn chỉnh chúng tôi lại thay nhau từng tổ lùng sục địa hình ở trước vị trí đóng quân của đại đội xung quanh vị trí đóng quân của chúng tôi là rừng chuối bạt ngàn Xen lẫn là những cây cau trái đã chín vàng những cây cau này đã giúp cho chúng tôi làm công sự hầm hào và cả sạp nằm cùng với những cái bản giã chiến nom rất đẹp phía trước chốt của b có hai cây mít quả nhiều và đã lớn trong vị trí đại đội có mấy cây sầu riêng chữ quả ở thời gian này ngoài những lúc làm nhiệm vụ và củng cố hầm hào thì chúng tôi đi lấy chuối chín về để sử dụng trong những lúc đói sốt rét bắt đầu hoành hành đơn vị cứ để cho lính ăn nằm một nơi ít vận động sẽ thêm bệnh sốt rét vậy là các ông cán bộ hô hào vận động chiến sĩ tăng gia chặt hết cây cối trước chốt vừa dễ quan sát và trồng ngô sắn ngô thì lên trung đoàn lấy hạt giống còn cây sắn thì đầy ở dãy sắn ở phía sau đơn vị. Cụ đã thu hoạch chỉ còn cây. Ở phía trước bên chúng tôi chỉ trồng toàn sắn. Trước kia thì toàn trồng ngô. Thành quả lao động của chúng tôi cũng đã được trả lời. Những mầm sắn đã nhú lên. Sau này ngọn sắn là rau xanh của chúng tôi. Khi thì luộc hoặc muối chua. Cái quan trọng nữa là ở phía trước chốt quang đãng để dễ quan sát. Địch không những đã đánh các chốt bộ binh ở phía trước, mà chúng đã mon men vào các chốt C trực thuộc nằm ở phía sau. Lúc này, chúng tôi còn thêm một nhiệm vụ nữa là cứ khoảng 5-6 giờ, lặt một tổ 3-4 lính ra trước chốt khoảng 5-600 mét để phục kích. Đến 9-10 giờ mới quay trở về. Các vị trí phục thay đổi liên tục, khổ nhất là lúc trên đường trở về. Đường mòn thì không có, trong rừng thì tối um, vậy là lạc lung tung hết. Có hôm phải bắt liên lạc, nghe tiếng súng trả lời để xác định hướng mới trở về đơn vị được. Sau này, chúng tôi đánh dấu đường bằng lân tinh, bằng các cành cây mục. Cách 5-7 mét lại giải một cành cây mục đánh dấu đường để hướng về đơn vị. Thế là địch đã mò vào hướng của đại đội chúng tôi và đơn vị 12 ly 7 của bạn. Chúng đã lợi dụng khoảng trống giữa đại đội chúng tôi và đại đội 12 ly 7 của Trung đoàn 250, Tám đạn B và AT vào đơn vị và trên những lối mòn ở trong rừng chuối đã có mìn của địch cài. Vậy là mỗi lần đi phục đêm, chúng tôi đi sớm hơn khi mà trời chưa tắt để dễ bề quan sát mìn. Có hôm đang phục ở phía trước thì nghe tiếng lạo xạo ở phía sau, khoảng cách vài chục mét, cứ tưởng là địch vào cài mìn, vậy là bàn nhau không về trong đêm nữa, chờ trời sáng để nhìn rõ rồi mới về. Nhưng đó không phải chỉ là bầy lợn rừng đi ăn đêm thôi. Chúng tôi đã nhận được mìn để bố trí cài trước chốt phòng thủ. Mìn do quân khu nào sản xuất thì không biết. Nếu thú rừng vướng, chưa chắc đã nổ. Mà nổ, chắc có lẽ con thú đó chỉ cười đều rồi bỏ đi. Nó to bằng lọ mực học sinh. Có loại to hơn liều phóng B nhưng lại ngắn. Dây vướng bằng cước trắng. Mà ở trong rừng khác gì lại ông tôi ở bụi này. Nhưng nhiệm vụ cũng phải cài. May ra có con thú mù mắt nào vướng thì cũng được bữa tươi. Nhưng cũng may, lúc cài xong mìn ở trên đường trở về, suýt nữa thì lại trúng mìn của địch. Thằng đi đầu phát hiện ra sợi dây cước xanh vắt qua đường mòn, giống như vô tình. Quan sát mãi mới thấy một quả mìn. Địch cài mìn và ngụy trang khéo thật. Chúng tôi lại gỡ và vào sâu ở phía trong bẫy lại chúng nó cũng trên con đường đó. Mấy ngày đầu còn kiểm tra, bẵng đi một thời gian thì quên nó luôn. Bỗng một hôm, khoảng 10 giờ đêm đang ngon giấc thì nghe một tiếng nổ phát ra từ hướng đó. Anh em chắc mở. không địch thì thú rừng đây. Sáng hôm sau, chờ mặt trời lên cao ở trong rừng, sáng hẳn bọn tôi mới đi kiểm tra. Lò dò từng bước, quan sát kỹ, phòng chúng bẫy lại mình. Đã có một vạt chuối bị xé toang, nhưng không có cái gì để lại. Chỉ có dấu máu và những vỏ bông băng vương vãi lung tung. Ngoài vỏ bao in chữ của anh ba phệ, cũng không biết được mấy mống Vậy là từ đó trở đi Mỗi lần đi làm nhiệm vụ Cố gắng quan sát, phát hiện mìn Để gỡ về, cài trước chốt để đánh địch Và may ra thì được con thú rừng Sau này chúng tôi rút ra kinh nghiệm Để lại một bãi mìn cài lung tung Đến nỗi lão quyền trung đoàn 250 Còn giận anh em chúng tôi Kheo cho đến tận bây giờ Đây là lại một mùa xuân nữa đến Trong khói lửa chiến tranh một bài hát của ca sĩ nào ở chế độ cũ được em lính hát trong đêm giao thừa năm 1979 1980 nghe buồn não lòng. Vậy là mình tên một tuổi đời và một tuổi quân. Ở Việt Nam, gia đình bạn bè và cả dân tộc đang hưởng một cái Tết vui vẻ ấm cúng. Tuy vật chất còn nhiều thiếu thốn, còn ở đây, nơi rừng sâu núi thẳm biên giới Thái Lan Campuchia, những người con của đất mẹ Việt Nam Ngày đêm đang chịu nhiều gian khổ, hy sinh, mất mát để bảo vệ cuộc sống yên lành cho nước bạn. Mấy ngày trước, khi lên trung đoàn nhận nhu yếu phẩm Tết, chúng tôi mới biết ngày Tết cổ truyền của Việt Nam đã đến gần. Chúng tôi còn chẳng có khái niệm ngày tháng. Đại đội 20 chúng tôi được hai chú ỉn, một chú khoảng 25 cân, còn chú kia kheo được 13 cân. Cả đại đội cũng ít người nên quyết định thịt chú to. Còn chú nhỏ thì để nuôi Chờ anh em làm nhiệm vụ Và đi viện về sẽ tính sau Phần hậu cần này thì do bê trưởng ngạch Người Thái Bình đảm nhiệm Mấy thằng lính chúng tôi chỉ lăng sang thôi Và ông ấy không quên quảng cáo Món tiết canh Tuy nhiên gia vị thì thiếu nhiều Nhưng được cái Dạ dày lính thì toàn inox Nên may không có lính nào bị tào táo đuổi Mấy tháng này Mới được bữa tươi Rồi có cả trà, thuốc lá nữa nên anh nào cũng tươi tỉnh hẳn lên. Đêm giao thừa, chúng tôi cũng nấu chè, nhưng nồi chè hổ lốn. Chỉ có một phong lương khô, sữa hộp, đường. Vậy là có một nồi chè thập cẩm, nhưng chẳng ai dám đụng vì khê òm. Mấy ngày được phát nhu yếu phẩm, các ống khói tàu phát huy hiệu quả. Lúc này đang xả láng hút, nhưng mấy tay nghiện nặng cũng đã phòng từ xa. Thế là những mẫu thuốc thừa được chúng nó gom lại, cất vào góc ba lô, phòng khi anh em hết nhiên liệu để đốt. Mấy ngày Tết cổ truyền của dân tộc cũng qua với lính tình nguyện Việt Nam. Chúng tôi lại lên đường làm nhiệm vụ. Vì mấy ngày trước, ở phía trước đơn vị trong rừng già, có một khẩu cối sáu của địch cứ chiều chiều lại bắn lung tung vào vị trí trú quân của các đơn vị. Chúng bắn vào giờ ăn cơm, bắn linh tinh, vô phượng, vô phạt. Không theo một điểm nào cả. Có hôm đang ăn cơm thì nghe tiếng đổ đầu nòng. Vậy là cả người và cơm vội nhảy xuống hầm Nhưng đạn lại nổ ở nơi khác Chúng tôi cũng lên mượn trung đoàn một khẩu cối sáu và ít đạn Cũng theo tiếng nổ đầu nòng để đáp trả lại Vì rừng núi mênh mông như vậy chẳng biết có chúng không Lần này nhiệm vụ truy quét trước tiêu diệt khẩu cối Do anh Hòa xê trưởng, người Đức Thọ lính 74 phụ trách Anh này mất do bệnh ở Diễn Châu khi vừa về phép cưới vợ Bắt đầu từ đại đội 15, vòng cánh trái theo dòng suối lớn, vòng cung rộng qua phía trước trung đoàn bộ. Sau đó đến trước xe chúng tôi. Bọn này giống như ma hay sao ấy. Mấy ngày lùng sục ở trong rừng chỉ phát hiện vị trí bắn cối của chúng. Còn chúng lặn mất tích ở đâu. Hết lương thực thì phải về thôi. Trên đường về, trước chốt của đại đội 20 chúng tôi, khi qua một trảng lớn, thằng Vinh Thanh Hóa đi đầu. Thế nào lại giúp chúng tổ ong vàng? cả đội hình đang đi ngon lành bỗng thấy nó ở phía trước vứt cả đồ đoàn súng ống tay ôm đầu chạy như ma đuổi mấy lính đi tiếp sau nó chạy lùi lại là oải oái vậy là mấy thằng chúng tôi làm nhiệm vụ bẻ cành cây xông lên đánh nhau với lũ ong để giải cứu cho đồng đội may là tổ ong vàng làm tổ trong lá cây nên chỉ có ít ong thôi mấy thằng mặt mũi sừng bêu nhìn mà không nhịn được cười chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ không thu được kết quả B chúng tôi phải làm thêm một căn nhà hầm nữa, vì cả B chỉ có 8 lính ở hai nhà hầm nên rất chật. Nhà hầm này cũng nằm dài theo tuyến phòng ngự. Nhà mới này có tôi và cương già người Thanh Hóa, công nhân lính, tổng động viên đã có vợ con. Một hôm đang ngủ ngon lành, bỗng lão ú ớ chu lên. Tôi giật mình tỉnh dậy, vơ vội lấy súng lao ra công sự. Cứ tưởng địch mò vào bóp cổ lão ấy. Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi mới vào đánh thức lão dậy trong kia lão vẫn còn ú ớ thở dài đánh thượt một cái lão kể vừa mơ về nhà gặp vợ con khổ thân cho thân già vạn dặm một giấc mơ đẹp về vợ con cũng bị tôi làm hỏng đức đi viện về ở với tôi cương già lên hậu cần thay cho ông luyện sốt rét đi viện vậy là trong đại đội có anh em đi viện về và cũng có anh em đi con số cũng không thay đổi là bao Nhưng những anh em khỏe Đang được căn bệnh sốt rét tha Những lính yếu thì nó quật cho tơi bời Chúng tôi làm nhiệm vụ Lần này có 4 thằng Trong đó có tôi lên kết hợp Với trinh sát tiểu đoàn 8 Cùng với một đại đội bộ binh Và một số lính cối 120 Nhiệm vụ lần này Là tìm cho được khẩu cối 120 Vừa bị bốt khuôn mất vào hôm qua Ngày hôm qua khi đại đội 14 vận chuyển khẩu cối từ tuyến trên về vị trí ở sau trung đoàn bộ. Xe chở súng trúng mìn bộ binh trên con đường khai tác đại lộ kinh hoàng. Nhưng không có thiệt hại về người, xe hỏng. Không biết tối hôm đó các ông cắt cử gác sách bảo vệ vũ khí như thế nào mà bị bom bốt nó mò vào khuân mất súng và đạn. Sáng mai chỉ còn trơ lại cái xe bị hỏng. Vậy là lính mục chúng tôi lãnh đủ bắt đầu từ vị trí mất súng theo dấu vết của địch để lại mà đi tìm theo nhận định của các ông thì nặng như vậy chúng chưa thể đi xa được nhưng các ông quá chủ quan khinh địch anh em chúng tôi vất vả mấy ngày theo vết lên tới tận biên giới thái lan nhưng chẳng thấy bóng dáng của bọn nó đâu chỉ thu lại được một quả đạn chúng vứt lại mấy ngày lùng sục bã hết cả người kết quả là con số không tròn chỉnh hết lương thực phải về thôi không biết chúng có cất giấu ở đâu Rồi làm hiện trường giả Để lừa chúng tôi Thì cũng không rõ Thế là mất một khẩu cối 120 Và mấy quả đạn Rồi không biết các ông truy trách nhiệm cho ai Và ai bị kỷ luật Thì lính mục bọn tôi cũng chẳng biết Vào một ngày Một tổ của đơn vị chúng tôi Lên dẫn anh em tiểu đoàn 8 Đi truy quét Tôi không đi vì tiểu đoàn 8 chốt cùng với một tiểu đoàn của trung đoàn 250 giải dọc lên biên giới. Còn tiểu đoàn 7 đã ra sau cua chữ V bảo vệ sư đoàn. Tiểu đoàn 9 nằm ở đâu thì không rõ. May ra tìm được khẩu cối. Nhưng lần này không tìm được khẩu cối. Bù lại bắt được dân Thái Lan đang khai thác đá hồng ngọc. Nghe anh em về kể lại. Có một con bé xình lắm. Dẫm trúng miền bị chết. Dân khai thác chôn con bé đó ở trong rừng. Lúc giải về qua đại đội chúng tôi họ được nghỉ anh em chúng tôi ra xin thuốc dê của họ hút thuốc thơm và ngon lắm uổng công cho anh em chúng tôi khi được thông báo bắt được dân thái có một em gái sinh ai cũng muốn nhìn một tí mấy tháng nay ở nơi khỉ ho cỏ gái này không có một bóng hồng lại vãng rồi chúng tôi cũng chuẩn bị được đền bù đoàn văn công của tổng cục chính trị sắp về biểu diễn cho đơn vị nghe nói có cả linh nhâm ngày đó rồi cũng đến chúng tôi làm nhiệm vụ Lùng sục bảo vệ đường, nóng ra để truy quét đến ngày biểu diễn. Ban ngày thì lính mục chúng tôi không có cơ hội, chỉ có trung đoàn bộ được xem, còn chúng tôi nghỉ nhá. Đi làm nhiệm vụ bảo vệ đường cho các khách quý trở về. Khẩu cối sáu của địch trong rừng lại lên tiếng. Lần này thì chúng tôi không đi phục khẩu cối nữa. Có cối 120 của trung đoàn lên tiếng. Như vậy chỉ 2 3 lần là bọn chúng im luôn. Giai đoạn này từng tốp nhỏ địch thường xuyên vào nơi giáp danh giữa đại đội 20 với đại đội 127 ly của trung đoàn 250 quấy rối. Có hôm, chúng gài cả miền chống tăng trên trục đường giáp danh giữa đơn vị tôi và đơn vị 127 ly 7. Sáng hôm đó, có lính đã ngủ dậy. Mấy thằng chúng tôi đang ngủ nướng, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. Anh em chúng tôi ôm súng nhảy ra hầm, chờ địch. Không có gì. Một lúc sau, chúng tôi ra hiện trường một cái hô to tướng nằm ở giữa làn xe. May mà hôm đó xe của trung đoàn không đi qua. Mà không hiểu sao, quả mình chống tăng lại nổ. Sau lần đó, chúng tôi lại có một tổ phục gần vị trí đó, nhưng ở phía đông đường. Ở tổ phục mới này, một hôm Lão Thuyết, lính 75 Hà Bắc, vừa ở quản lý đại đội xuống làm A trưởng. Lão rất tò mồm, phụ trách đi phục. Lão làm mất mặt cán bộ chiến sĩ đại đội chúng tôi Vì tội nhát như cái của lão Hôm đó lão dẫn hai lính đi phục Tầm khoảng 9 giờ tối Địch mò vào nơi vị trí của mình chống tăng nổ Có ba thằng Thậm chí thấy địch rõ một một Hai lính nâng súng định bóp cò Nhưng lão đè hai nòng súng xuống, xuống Không cho bắn Mấy thằng post đứng xì lô xì lao Một lúc rồi lặn mất Hai thằng lính khi cho lão một trận te tua Và kể um lên rồi đến tay các thủ trưởng của đại đội và đến tay cấp trên của trung đoàn. Các thủ trưởng nói, mấy thằng địch đó chỉ cần lấy cuống đu đủ chọc cũng chết. Đúng là cơ hội làm bàn ngon ăn mà để tuột mất. Sau lão này sốt rét đi viện và lặn mất, không quay trở lại đơn vị nữa. Cái tiền thuyết không còn tồn tại trong đại đội 20 chúng tôi nữa. Tôi lại bị sốt rét quật ngã. Mấy ngày này nằm điều trị tại đơn vị nhưng không được. Anh em phải cáng lên phẫu của trung đoàn. Phẫu này nằm cách đại đội chúng tôi khoảng 2 km. Không biết các ông đại đội 24 phẫu bố trí đội hình như thế nào mà anh em nằm viện lại đi phía trước. Ở phía tây đường, còn y tá phục vụ lại nằm ở phía sau, ở phía đông. Tối không có người khác. Nếu như địch mò vào, chúng chỉ cần mấy thằng ốm lẻo khỏe chúng tôi đã chết chứ không kịp. Nằm trên này Tôi không thấy ổn cho lắm Nên xin vào đơn vị để điều trị thôi Tối không có người gác Súng ống thì không Mà nói thật Khẩu súng cứ kè kè ở bên người Nên bây giờ thiếu nó Cũng thấy lạnh gáy Và một ngày Đơn vị đi làm nhiệm vụ Khoảng 1B Phụ trách lần này là ông Luyến c trưởng Và thằng Tiến liên lạc theo Trục đường đại lộ kinh hoàng Lên phía trên các chốt bộ binh Nhiệm vụ là thăm dò các cứ của địch Khoảng trưa hôm đó đơn vị vượt qua điểm hay phục của địch. Đó là điểm chết của chiếc xe chở cối bị dính mìn. Mạnh A trưởng đi đầu, vận động chạy qua điểm chết là cái xe, chiếm lĩnh vị trí bên kia, quan sát và hỗ trợ chúng tôi lần lượt vượt qua. Vị trí này, chúng tôi mỗi lần qua đây, thỉnh thoảng bị phục, nhưng toàn đạn nhọn. Cách phía đông đường khoảng 6-70 m là một gò đồi cao. Nơi này có mấy hòn đá lô nhô. Tôi cũng đã qua, Thằng Đức, tiếp đến là mấy thằng nữa. Ông Luyến và thằng Tiến vừa vận động đến cái nơi xe, bỗng một tiếng nổ đầu nòng của đạn B và một cuồng lửa đã trùm lên phía sau cái đuôi xe. Mấy thằng ở phía trước chúng tôi nổ súng bắn trả và vận động lên gò cao. Địch đã chạy mất, quay lại vị trí xe, ông Luyến hầu như hứng trọn quả B không còn nguyên vẹn. Cái đồng hồ mạ vàng ở nơi tay đã bay đi đâu. Thằng Tiến nằm gục ở phía sau toàn bộ phần ngược nó biến dạng. Chúng tôi lượm nhặt, gói ghém hai tử sĩ và quay trở về. Đơn vị lại mất thêm hai người. Hiện nay anh Bảo xây trưởng đang giữ cái ấm pha trà là kỷ vật của anh Luyến Quỳnh Lưu, nhưng chưa có điều kiện giao lại cho gia đình. Tôi, hà hai lính nữa, được lên trung đoàn bộ học một đối tượng đảng. Vậy là cứ sáng ra cơm nước xong ba thằng lại súng đạn gọn gàng lóc cóc quốc bộ lên trung đoàn hai thằng kia thì mặn mà với học tập còn tôi thì không mặn mà lắm vì nhiều lý do lên để chui vào đồng hương ngủ cho đã cái quan trọng hơn dù học tập tốt thì tôi cũng không được kết nạp vì thời gian trước khi xảy ra chiến tranh biên giới không biết mấy lão tổ trưởng khu phố thế nào lại đến vận động gia đình tôi đi di cư vào hương khê hà tĩnh vì gia đình là người việt gốc xà cừ. Mấy đời rồi tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Trong đó, hai anh em chúng tôi đang chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Anh tôi ở quân đoàn 3, sau ra phía Bắc. Bố tôi, mỗi lần các lão cán bộ khu phố đến thì ông nói Tổ quốc trả về cho tôi hai đứa con rồi tôi mới rời đi. Rồi các lão cũng tịt luôn. Ông viết thư và động viên chúng tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vậy là gia đình chúng tôi cho đến thời điểm kết thúc chiến tranh biên giới Bắc Nam cũng đóng góp bốn chàng lính. Rồi các ông cán bộ của đại đội cũng biết tôi trốn học. Có một hôm, đang ngủ trốn ở trong hầm thằng Đồng Hương, đại đội 18. Bỗng ở ngoài kia, lao sao tiếng người nói. Ra tới nơi, thấy anh em cáng mấy lính về, cả thương và tử. Hỏi ra mới biết đó là ông thân, trung đoàn phó, cùng mấy cán bộ của đại đội. Và của B của tiểu đoàn 8 đi thực địa vướng phải bãi mìn. Bãi sắn của chúng tôi đã có củ, thỉnh thoảng lợn rừng vào ủi tìm củ ăn. Vậy là mấy thằng đành nảy ra sáng kiến, dùng AK để bẫy lợn. Nhưng chỉ được mấy hôm thì phải thu lại, không các ông biết thì cho chết ngay. Vì mấy hôm trước có một lính của đại đội 25 vận tải trung đoàn cũng cài súng bẫy thú. Không biết khi đi kiểm tra thế nào lại trúng ngay cái bẫy của mình cài, bị cả hai chân Vậy là ông bắn súng bắt liên lạc gọi người ra cứu. Nhưng ở chiến trường, lúc nào cũng có tiếng súng nên chẳng ai để ý. Đến chiều không thấy về, anh em đi tìm thì đã hy sinh rồi. Vào một ngày, anh thích bê phó người Thanh Hóa. Tôi cùng hai lính nữa của đại đội 20 và mấy lính của C-14, khoảng 10 người. Nhiệm vụ là truy quét lùng sục trước vị trí của trung đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc. Lần này, đi khoảng 4 đến 5 ngày. Qua hai ngày lùng sục không có gì. Ngày về gần đến vị trí đóng quân của tiểu đoàn 8, nơi này rừng thưa cũng vì chủ quan gần đến đơn vị của tiểu đoàn 8 nên chúng tôi đã trả giá. Lúc đang trên đường hành quân, xuống một cái suối cạn chỉ có một vũng nước. Tôi đi đầu, ngồi xuống nước, lính đi sau của tôi tại đội 14 vượt lên trước. Tiếp đó là anh thích rồi đến tôi. Tôi vừa sang bờ bên kia suối, khoảng 20 mét. Phía trước, một tiếng nổ vang lên, khói bụi mù mịt, có tiếng kêu thất thanh ra phía trước. Lính của C-14 ở phía trước đã dẫm phải mìn. Hai chân và hạ bộ toe tuyết, bao nhiêu bông băng cũng bó tay. Anh Thích bị một vết vào đùi, rất to bằng bàn tay, máu chảy rất nhiều. Tôi thì bị mảnh găm cả chân và ngực, và cũng nhờ cái bao xe đạn ở trước ngực, vị thần hộ mệnh của tôi đã che chắn nên chỉ bự miếng nhỏ luồn qua kẽ hở giữa hai băng đạn găm vào ngực trái nếu mà lên khoảng hai phân nữa thì đã đi buôn muối hơn ba mươi năm rồi vì trúng tim mà tôi bị toe toét thế này băng đâu cho lại chỉ băng hai nơi là ngực và nơi đầu gối còn các nơi khác thì khỏi trên kia lính bị thương nặng chỉ kêu mấy tiếng nghe mà não lòng mẹ ơi cứu con với một lúc sau thì đã tắt thở còn anh thích thì đã xỉu chỉ nghe thấy tiếng rên khè khẽ thế là chặt đòn để cáng thương binh tử sĩ về vì tôi chưa đến nỗi nào nên cũng cố lết đi được mà cũng chẳng có ai khiêng mình nữa vì đã hết lính vậy là tôi được bổ sung mang thêm một ba lô và một khẩu súng của tử sĩ đường về bị chậm lại bởi tôi không đi được nhanh hai cáng kia thì đi cho nhanh để còn về cấp cứu cho thương binh nặng Vậy là tôi và một thằng nữa Cùng đại đội Tôi không nhớ tên Thất thểu tụt hậu lê lết về phía đại đội 15 Thì trời đã chiều Thằng Thuận đồng hương Nghe tin tôi bị thương Nó đã đứng chờ ở đó lúc nào Thấy tôi nó ôm và khóc Từ đại đội 15 Về đến trung đoàn bộ Qua một tràng trống Tràng trống này trước đây được san phẳng Để làm bãi đáp cho trực thăng Mấy lính của đại đội 20 nghe tin tôi đang đi ở phía sau nên cõng tôi về phẫu của trung đoàn. Anh em đã chờ sẵn chuyển chúng tôi ra ngã ba An Đông về phẫu tiền phương của sư đoàn. Sáu hôm sau, tất cả anh em thương binh nặng nhẹ được một chiếc xe đốt của Mỹ chuyển về phẫu của sư đoàn ở ngã ba của chữ V. Đoạn đường từ An Đông ra đến của chữ V bao nhiêu km tôi không biết. Vì là mùa khô nên đường không xấu lắm. Lính bị thương nhẹ thì nằm băng ca, còn nặng thì nằm võng cột chắc vào hai bên thành xe. Áp tải chúng tôi có một y tá. Xe chạy qua những cánh rồng khộp bạt ngàn. Thỉnh thoảng lại xen một ít rừng già. Hai bên đường vẫn gặp những đơn vị pháo của trung đoàn 5 năm chốt giữ, nhưng ít. Ở trên xe chuyển thương này cũng thấy ớn lắm. Nếu gặp địch phục thì hết sạch, không còn một ai luôn. Nhớ lại đường 13, xe cứu thương bị bôn bốt, bắn một quả B thiêu trụi tất cả. Buổi chiều, không biết là mấy giờ xe chở chúng tôi đã về đến phẫu của sư đoàn ở cua chữ v anh em được các chàng y tá không có nàng như các đơn vị khác đưa vào một căn nhà nhỏ để kiểm tra lại vết thương tất cả anh em được tiêm và lau rửa lại vết thương không biết các lão y tá quên hay cố tình để lại một vật kỷ niệm chiến trường cho tôi ở nơi đầu gối bây giờ mỗi lúc ngồi lên nó lòi lên một cục như hòn bi không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, nó đã gắn bó với mình 32 năm rồi. Ở đây, chúng tôi được chăm sóc ăn uống nghỉ ngơi, tắm giặt thoải mái nên sức khỏe hồi phục. Thương binh đều trị ở đây rất nhiều. Tôi đã gặp những thằng đồng hương, các trung đoàn và những thằng bạn hồi còn huấn luyện. Qua những anh em này, tôi mới biết lính huấn luyện cùng chúng tôi đã bị loại khỏi vòng chiến đấu rất nhiều. Phẫu ở cô chữ V Nằm gần suối lớn Cứ chiều chiều chúng tôi ra suối Luôn thể tắm giặt Và câu mấy con cá mương Về thêm vào bữa canh Cũng không nhớ nằm điều trị ở đó bao lâu Khi đã tạm ổn Chúng tôi lại được xe Chuyển về thành phố Bát Tam Băng để nghỉ dưỡng Ra đây lính nằm viện càng đông hơn Anh em được nghỉ trong một phòng rộng Nhưng không có sảm nằm Phải trải áo đi mưa Vì không có chiếu Cũng tạm ổn Lính mà ở đây ba ngày, ba bữa cơm và hai lần thuốc. Cứ mỗi chiều lại ra sông Bát Tam Bang để tắm giặt cùng với dân ca. Mà cũng thừa nhận, dân ca cả nam lẫn nữ sử dụng xà rông điệu nghệ. Tắm xong, lính chưa chịu về, cứ ngồi trên bờ, nhìn các em gái ca tắm. Nhưng chỉ nhìn được bờ vai và hai bắp chân thôi, họ che kín lắm. Ở đây tôi gặp thằng Hải cùng khu phố. Vậy là hai thằng lúc nào cũng có nhau một hôm, tôi rủ nó sang bên kia sông bắt Tham Băng ở phía đông để hái vú sữa. Bên bờ sông này, rất nhiều cây vú sữa. Thuộc bộ tư lệnh quân khu 7 hoặc sư 7 đóng quân. Hai thằng đang trèo leo như khỉ hái quả. Thì bỗng thấy một cô lính nữ Việt xin chúng tôi quả vú sữa. Vậy là thằng Hải vươn ra cành ngoài bé sông hái cho họ. Còn tôi thì không, vì tôi sợ độ cao. Mãi phục mấy em nên nó suýt bị ngã vì cành bú sữa bị gãy may mà nó níu được cành ở bên cạnh không thì toang mất phía sau thành phố bát tam bang có một cái chợ tạm và hình như có một ga tàu nhỏ chúng tôi thường ra cái chợ đó đổi các thứ miễn là dân xài các thứ đó thời gian nằm viện nhàn rỗi nghe bùi tai mấy thằng chúng tôi đi vào các nhà bỏ hoang trong thành phố xăm nền nhà lên để tìm vàng cứ gõ nơi nào có tiếng rỗng ở dưới nền là đào lên. Chỉ tổ mệt người, và được vàng mắt thì có. Đoàn chiếu phim về phục vụ cho lính, nhưng ở bên kia sông, thế là mấy đêm đó đều có mặt chúng tôi. Cứ cơm nước xong là kéo nhau qua cầu sang bên kia sông, qua một chốt gác của kiểm soát quân sự, toàn là lính, dân ca không được vào. Cũng không biết an dưỡng đó bao lâu, tôi đã gặp anh Hòa ở khu phố hai lính vận tải của sư đoàn vừa đi phép về, đang vào giữ kho. Anh ấy nói với tôi, ra viện tranh thủ mà về nhà. Muốn về lắm, nhưng không có tiền. Anh ấy, ok, ta đang còn một ít. Vậy là từ đó, trong đầu tôi nung nấu một ý định về thăm gia đình. Ngày ra viện cũng đã đến. Sau hôm ấy, có một chiếc xe hồng hà đã chờ sẵn trước khu điều dưỡng. Dành sách những lính xuất viện được gọi trong đó có tôi tất cả lên xe hướng tây thẳng tiến đến khoảng trưa thì xe dừng lại đổ chúng tôi xuống gần phẫu của sư đoàn nơi của chữ v các ông cán bộ bàn giao lính cung cấp tài chính và giấy gia viện cho nhau chúng tôi được nghỉ để chờ xe của trung đoàn sư đoàn lên đơn vị vậy là trong tôi tắt luôn ý định về thăm gia đình vì các ông cán bộ nắm giấy gia viện và cung cấp tài chính khi về đến đơn vị mới giao lại cho lính sợ lính trốn. Không nhớ tôi tỉ tê thế nào mà ông cán bộ lại trả cho tôi các giấy tờ nằm viện. Tôi cũng không có ý định về thăm nhà nữa vì không có ai cùng đồng hành. Nghĩ rằng tôi quay lại bắt tam băng để chơi với mấy thằng bạn đang nằm điều trị ở đây. Nhưng về đến đây, mọi kế hoạch lại thay đổi. Khi tôi gặp anh Trung, B trưởng đại đội 16. Lính 74 là đồng hương. Cũng không biết anh ấy được đi phép hay đã ra quân nữa. Chắc có lẽ một cái giấy vớ vẩn nào đó cho hợp lệ thôi, chứ ra quân hoặc đi phép phải có xe của sư đoàn đưa đón cẩn thận. Anh ấy rủ tôi về, vậy là xong. Tôi lên anh Hòa, đại đội 25 vận tải, mượn anh tiền. Cũng không nhớ 200 hay 2.000 đồng nữa, chỉ nhớ là con số 2 thôi. Có tiền rồi. Sáu hôm sau, anh Thung và tôi ra ga tàu Bát Tam Băng nằm ở phía tây thành phố gần cái chợ tạm để lên tàu. Toàn tàu khoảng hơn 10 toa, nhưng toàn là toa chở hàng. Dân ca đi buôn từ Bát Tam Bang về Nông Bình đã ngồi kín chật toa. Anh Thung có giấy tờ thì ngồi ở cửa toa lên xuống. Còn tôi không có giấy tờ thì lẩn sâu vào trong toa ngồi với dân ca đi buôn. Tàu bắt đầu chuyển bánh thì có một tốp kiểm soát quân sự đi qua các toa để kiểm tra xem có lính trong đó không. Vậy là mấy người dân ca cũng hiểu được ý định của tôi. Bèn lấy áo trùm lên đầu tôi để che cho tôi, tránh mắt, thấy kiểm soát quân sự. Tàu đã chuyển bánh. Trên các nóc toa, có lính của các đơn vị đi theo để bảo vệ. Tàu chạy qua những làng mạc ở khu rừng, không có người dân. Ngồi trên tàu lúc này tôi cũng sợ. Cứ nghĩ nếu bị phục kích chỉ có chết thôi. Thì đơn vị và gia đình không thể biết mình đã ngỏm ở nơi nào trên đất nước Campuchia. Nhưng vì suy nghĩ bồng bột và nông cạn Và hơn nữa Đã cưỡi lên lưng hổ rồi Thì phải chấp nhận thôi Nhưng cũng may mắn làm sao Chuyến tàu đó lại an toàn Cũng không nhớ mất bao lâu Nhưng một buổi chiều Anh em chúng tôi đã tới ga nông bình Anh Thung thì ra ga cổng chính Còn tôi thì tìm đường trốn mà ra Hai anh em loanh quanh dạo trong thành phố nông bình Khoảng 8 giờ tối Mới hỏi đường được ra cầu Sài Gòn Ở đây cuộc sống đã nhộn nhịp trở lại hai bên hè phố đã có các hàng quán bán buôn tấp nập. Phía tây cầu Sài Gòn có một bốt gác của kiểm soát quân sự. Lúc đi qua đó, chống ngực tôi cũng đập to hơn chống làng. Nhưng mọi việc đều trôi chảy. Qua phía đông cầu Sài Gòn, khoảng 200 mét, tôi và mấy anh tìm nơi để mắc võng, nghỉ qua đêm. Lại một cái ngủ nữa. Sao không vào các đơn vị lính Việt Nam mà ngủ, cho nó an toàn. Sáng sau khoảng 8 giờ, có một đoàn xe vận tải của thành phố Hồ Chí Minh trả xong hàng đang trên đường trở lại Việt Nam. Chúng tôi xin đi nhờ. Vậy là chiều hôm đó, chúng tôi đã có mặt ở Sở Bay riêng, rồi đến Ba Vét, cách đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài khoảng 1-2 km về phía đất Campuchia. Thì tôi xin xuống xe, có anh Thung có giấy tờ thì tiếp tục hành trình. Chúng tôi đã thống nhất với nhau. Nếu sáng ngày mai tôi mà không có mặt ở ngã Ba Gò Dầu, thì anh cứ tiếp tục hành trình. Phía Tây, Mặt trời đã gần quất bóng. Tôi xốc lại ba lô, lẹp xép, tiến bước, đi lại nơi chốt gác của lính ca. Lính ca nhìn tôi và hỏi. Bong tâu na. Tôi chỉ tay về Việt Nam và trả lời. Cứ tưởng nó hiểu và để cho mình đi. Vậy là mình lách qua cái barrier. Nhưng lính ca đã đi vào xì lô xì lao. Thế nào mà một lính Việt đi ra gọi tôi đứng lại? Toát mồ hôi hột. Tôi giải thích lung tung phèn. Nhưng mục đích Lừa lính Việt Là về viện 175 Lấy giấy tờ để ra viện Bị mất Rồi quay trở lại đơn vị Không biết vì bận việc gì Ở trong đó Hay là mình nói ngọt quá Nên lão kia quay đi Vậy là tôi đã thoát Qua bốt gác đó khoảng 200 mét Tôi ngồi nghỉ ở vệ đường phía bắc Nhằm quan sát cánh đồng trống Tay trái hướng về Việt Nam Lấy đồn mục bài làm điểm chuẩn Đi theo hai cạnh của tam giác Để vượt biên về Việt Nam Vậy là một mình tôi lóc cóc đi giữa đồng không mông quạnh. Có những lối mòn của dân buôn. Cũng may là mùa khô nên dễ nhìn thấy lối mòn. Tầm khoảng gần 10 giờ đêm, tôi đã ra đến đường một Có mấy cái quán nhỏ ở bên phía bắc đường đã đóng cửa. Phía nam đường là một dòng kênh. May sao, lúc đó có một quán đang dọn dẹp để nghỉ. Đó là một đôi vợ chồng trẻ. Sau khi thưởng thức một cốc nước mía, tôi mới lân la hỏi chuyện và ngỏ ý thuê anh chồng lai tôi bằng xe đạp về gò dầu cũng vừa lúc đó có một lính công an vũ trang sau khi xong việc ở đồn đang trên đường về thăm nhà ở bên kia cầu gò dầu và cũng có quen chủ quán anh chủ quán xin cho tôi quá giang theo xe của anh lính công an vũ trang vậy là tôi ngồi sau xe đạp của anh ấy hai người lính vừa đi vừa nói chuyện rôm rả trời nhiều sao mát mẻ và dễ chịu gần hai năm rồi tôi mới được về tổ quốc mừng lắm. Vậy là chặng đường về thăm quê hương của tôi gần hoàn tất. Chỉ còn vượt qua hai trở ngại nữa là ổn. Đó là trạm kiểm soát quân sự ở phía tây gò dầu của tỉnh đội Tây Ninh và trạm trảng bằng. Hai anh em ngồi nghỉ hút thuốc một lúc. Mình đang thèm thuốc mà không có. Anh ấy mời mình một điếu. Không biết xám mít hay tám lăm mà thơm và ngon đáo để. Rồi tôi cũng nói thật với anh ấy là mình nằm viện. Bây giờ muốn về thăm gia đình. Và tôi cũng hỏi Gần đây có trạm kiểm soát quân sự nào nữa không? Anh ấy cho biết Ở bên phía tây gò dầu có một trạm nữa Nhưng ở đó anh ấy quen nhiều Một lúc sau Chúng tôi đã đến trạm kiểm soát quân sự Anh ấy vào mời thuốc Và nói chuyện với lính gác Còn tôi đứng ngoài để trông xe Anh giới thiệu tôi là lính của anh ấy Xong ca trực Hai anh em về nhà anh ấy chơi Tôi đã qua trạm ấy chót lọt Qua bên đông cầu gò dầu khoảng 100 mét Tôi và anh ấy chia tay nhau Anh ấy mời tôi vào nhà nghỉ qua đêm Nhưng tôi từ chối Vì đã hẹn với anh Thung rồi Đi được khoảng 10 mét Anh ấy gọi tôi lại Rúi vào tay tôi gói thuốc xa mít hút dở Tôi cảm ơn và chia tay anh ấy Đến ngã ba gò dầu Tìm anh Thung như đã hẹn Lần mò một lúc Tôi tìm thấy anh ấy đang mắc võng Nằm ngủ dưới mái hiên nhà Sát ở đường Ngay ngã ba gò dầu Cũng có mấy cái võng Của dân buôn và cả lính nữa khoảng gần một giờ có một xe đò chạy qua lừa xe hô hoán ẩm ĩ gọi mời khách đi tuyến thành phố hồ chí minh tôi và anh ấy lên xe cũng không biết thời gian và quãng đường được bao nhiêu thì xe dừng lại ở một trạm kiểm soát quân sự có một barrier chắn ngang đường trong bốt gác có hai lính kiểm soát quân sự một lính uể oải bước ra kiểm tra xe lính ấy chỉ đứng phía dưới cửa xe nhìn lên và bỏ vào bốt gác cần chắn đã được nâng lên vậy là tôi thở phào nhẹ nhõm sau này lúc trở vào đơn vị tôi cũng qua trạm này bị lính kiểm soát nghĩa vụ hành cho giấy tờ và tác phong quân nhân ghê lắm